hết sức là may mắn cho Nguyệt Ánh mà cũng thật là dễ thương. Bởi vì Nguyệt Ánh với tinh thần của các anh chị em hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã tiếp sức cho Nguyệt Ánh, cho nên Nguyệt Ánh đã may mắn viết được một bài hát để nói lên tinh thần của những người con, những con em của Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và Nguyệt Ánh dù đi đến bất cứ chân trời nào, đến bất hát ở bất cứ quốc hội nào của quốc gia nào, Nguyệt Ánh cũng rất hạnh diện vì mình là con em thế hệ kế tiếp của Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và Nguyệt Ánh luôn hạnh diện vì mình mang một dòng máu tự do. Và Nguyệt Ánh cũng rất là cảm kích vô cùng, cảm động khi thấy có những người trẻ, những anh chị em khác cũng nhận diện được mình là ai, bản chất của mình, của mang một dòng máu tự do và cũng hạnh diện là con cháu Việt Nam Cộng Hòa. Đó là lý do mà Nguyệt Ánh gắn bó với tất cả các anh chị em hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa trong suốt một năm qua. Nguyệt Ánh xin phép quý vị cho Nguyệt Ánh được bày tỏ lòng tri ân, cảm kích với tất cả các anh chị em hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa ở khắp nơi và cách riêng tại nơi đây, những anh chị em có mặt nơi đây. Cảm ơn tất cả các hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa trong suốt một năm qua đã đón Nguyệt Ánh, đã nhận Nguyệt Ánh bằng lòng yêu thương chân thành của các anh các chị. Không có một cái niềm khích lệ nào cho Nguyệt Ánh, một người đứng dậy từ chiếc xa lăn, đứng dậy từ cái cơn đau triền miên trong mấy năm trời, đi không nổi, đứng không nổi và mất hết giọng hát. Vậy mà tình yêu của các anh chị em, sự khích lệ của anh chị em, và nhất là Nguyệt Ánh lại được Đức Mẹ ban cho phép thành, và Nguyệt Ánh đã đi đứng lại được, lấy lại được đôi chân, lấy lại được sức khỏe, lấy lại được giọng hát để cùng yểm trợ cho hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những ai tranh đấu, tiếp tục cuộc tranh đấu cho Việt Nam, một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin với tất cả sự hạnh diện của Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh xin mời tất cả các anh chị em hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cùng hát với Nguyệt Ánh nhạc phẩm Dòng Máu Tự Do. Dòng máu luôn lưu trong trái tim.
Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn các anh chị các anh.